Hello, xin chào các bạn, lại là bé Tám đây. Các bạn có biết mình đang đi đâu không? Hôm nay mình về quê của bà cố và được bà và mẹ chở đi chợ này. Mình đi chợ Ái Nghĩa nha các bạn. Các bạn ơi, mình đang đi bằng xe máy. Mình ngồi giữa bà và mẹ. Mình tưởng tượng mình ngồi giữa như cái này, giống như là ổ bánh mì các bạn, bánh mì kẹp thịt á. Ok, mình đã đi đến chợ rồi nè. Vào chợ cùng mình nha các bạn ơi. Coi cái tướng mình đi lắc sắc ghê chưa. Này có bà nắm tay mình đi cùng. Ở trong chợ bán rất là nhiều đồ luôn á. Mình thấy có dép nè, túi nè, có quần áo đẹp nữa. Quá nhiều luôn. Tầm này các bạn được sắm đồ Tết chưa? Còn mình thì chưa nha. Mình đang cần nhà tài trợ cho mình vài bộ đồ Tết chứa đẹp hay là gì ba gì đó. Mà tài trợ cho con á thì nhớ gọi điện cho mẹ con nha. À hi hi, con nhận hết á. Khúc này là bà đang mua dép nè. Mà sao mình cứ đứng nhìn thôi vậy? Thôi mình cũng đi tìm cho mình một đôi dép đó. Mình thấy một đôi dép mà hồng lè luôn các bạn ơi. Mình xin mẹ mua nhưng mà mẹ không cho mình mua đôi này. Vì mẹ nói đôi dép này quá là xén. Rồi mẹ chỉ cho mình một đôi dép khác mà mình cũng không chịu luôn. Mình thích đôi dép màu hồng này quá à. Mình xin mẹ mà mẹ cũng không cho mua luôn. Rồi mình lại chỉ một đôi dép khác. Một đôi dép quá là hoa lá cành luôn. Nhưng mà hình như mẹ cũng không cho. Đó, cái đôi dép đó đó. Cái đôi dép mà nhiều hoa, các bạn có thấy đẹp không? Mình thấy đẹp mà. Sao mẹ không cho mình mua ta? Thôi mình đi tìm hàng khác đã. Xem thử có gì không nào. Ở đây các bạn có thấy nhiều giày dép đẹp không? Nhìn mà mê luôn á. Bạn nào mà chả thích giống như mình đúng không? Đồ đẹp ai chẳng thích. Đôi này cũng ok nè. Mà sao nó không có màu hồng ta? Mình đi tìm màu hồng đã. Ok, mình đã thấy màu hồng rồi nè các bạn ơi. Đôi dép màu hồng thật là xinh. Mình kiếm cái ghế để ngồi để thử dép á. Nào mình cởi giày ra nào. Rồi đi thử chiếc dép. Ngồi giữa đường luôn. Đây. Mang vào. Mang hết vào không? Mang hết vào. Có mang hết vào không? Lớn hơn đi chị, lớn hơn 2 số nữa. Nhưng mà con có thích cái đôi này không? Dạ có. Hả? Dạ có. Cái này đây, có màu này thôi. Nó thích màu hồng. Thôi đi qua chỗ khác tìm nó. Năm ở dưới con. Cái màu này. Thế? Cái màu hồng khác có không ạ? Không có, để mình đi qua hàng khác. Đi. Không, nó phải rộng rộng á Năm. Mang nha. Bánh nước vậy. Nhỏ hơn số nữa. Nhỏ hơn 2 số. Cái này số mới thôi chứ. Dạ lên. Giữ lên con. Mà mới đi được vậy. Ý là mình mới đi. Không, bé thích màu hồng á. Màu hồng là hơi đứa chị tố. Không có số thôi. Không có số thôi. Ngồi dưới ghế đi. Để dài ra một chiếc thôi. Đừng cho cái màu nữa gì. Không, lấy màu đỏ. Không lấy màu hồng. Đi như thật không? Chụp. Nổi quá, chụp. Chiếc thôi, mà có màu màu nó nổi quá. Khúc này là mình đã chọn xong dép rồi nè các bạn ơi. Mấy cái đồ màu hồng á, nó không có vừa với mình. Thôi thì mình chọn một đôi dép màu khác cũng xinh mà. Ủa cái khúc này mà mình hát cái gì mà mình cũng không biết luôn á. Hát cái gì vậy? Hát từng bậy á. Thank you.
mẹ? Bán chè. Không biết con. Bán chè. Con cũng muốn ăn chè như rứa. Con cũng muốn ăn chè rứa. Con muốn ăn chè như rứa. Chè gì? Chè này nè. Cái này là gì vậy? À, con chả ăn cá à? Chả ăn cá à? Chả cá ngon chị đồng xíu cho em đi. Ngon mẹ, không có ăn cái đó đâu. Cái này được hả? À. Cái mấy cái này là... Chè đó, chát của em Huy. Nó gọi là chè gì? Chè trái cây. Mày cho nó một quay chè trái cây đi. Con muốn ăn đó hả? Dạ. Con muốn ăn đó hả? Cái này à? Ờ. Dạ. Cái này nữa. Rồi, để con làm cho. Cái này mình làm bằng cái gì? Mì nâu với lại cà chua đó, cái trái nước, đá của Sài Gòn là để nhà cầu hết. Cho nó một ly thì bán giá bình thường như biết là rồi. Ít lại thôi. Biết rồi, mọi người biết chủ ở cái đó không? Được rồi, được rồi. Cảm ơn cô. Cô giỏi quá. Cô nhỏ lên áo chưa? Nhỏ kia. À, nhỏ là đứa cháu mút đó. Trộn lên đó. Cô đổ lên áo. Sao? Vâng. Thôi đi. Ngon không? Chào. Hả? Chùa ra. Kìa, hả? Để đâu? Kìa, đỏ. Ừ. Mua dép rồi đó, còn thì đó. Ừ. Đâu rồi? Bước. Để mẹ lại. Rồi, gửi gì nha cô? Cô ơi! Cô ơi, cho con gửi tiền. Cô ơi, cho con gửi tiền. Cô ơi, cho bé gửi tiền cô ơi. 10.000 con gái. Đi được cô đi, cô thổi. Hai tay chứ. Lấy tiền. Cảm ơn đi. Cảm ơn cô.
tôi giữ đi. Làm tiền. Dạ. Ok. Dạ, con cảm ơn. Rồi. Con cảm ơn chưa? Rồi. Đây. Rồi. Ok. Cầm một cái lỗ. Cái lỗ đâu? Đây. Sao sai rồi. Cái lỗ nè. Rồi đây đây. Tiếp tục. Cái này được không? Dạ. Nó chặt. Nó chặt. Có dép lớn không kìa? Ở phía trong kìa. Này hả? Đúng rồi. Hơi vừa, nó còn là chỗ này. Nó sao? Nó rộng quá. Nó mang vô hạt rồi. Cái này, thấp không ạ? Cái này còn có giặt như thế này à? Cái này được không ạ? À? Cái đó được không? Được mà. Con thử đi. Con thử đi. Ngồi lên ghế nè. Không thằng đâu. Chặt. Còn cái này, còn cái này nó không, còn cái này giống cái này được không mẹ? Tìm lại đây. Cái tinh mình tốn nha. Cái này có màu đen không con? Có, màu đen mấy cô. Con bị ngược rồi nè. Vô đây nó phải như này nè. Đâu vừa. Vừa. Con chạm cây vừa. Không, con thích đây này. Như vậy là buổi đi chờ với bà với mẹ đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Bye bye.